Theo thông tin từ Timesport, trung vệ Rob Holding của Arsenal rất có thể sẽ ra đi vào mùa hè năm nay. Trước những tin đồn về Saliba trở lại Emirates và Ben White được cho là sẽ là người của pháo thủ vào mùa tới. Tuy nhiên, nhà báo Chris Whitley mới đây đã phủ nhận hoàn toàn thông tin trên. Anh cho biết Holding hiện đang tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Arsenal. Đích thân huấn luyện viên Mikel Arteta cũng xem trung vệ người Anh là một trong những cầu thủ quan trọng của mình và không hề có ý định bán anh. Theo nhà báo Carlos Squad, trung vệ William Saliba vẫn sẽ nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo Arsenal ở mùa giải tới. Nhiều nguồn tin đã khẳng định rằng pháo thủ nhất định sẽ giữ lại Saliba và trao cho anh cơ hội để thể hiện bản thân tại Emirates. Bất chấp những thông tin gần đây về trường hợp Arsenal sẽ mang về trung vệ Ben White từ Brighton, hiện vẫn chưa có bất kỳ một thông tin chính thức nào về tương lai của cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, nếu Saliba ở lại London và Ben White cập bến Emirates, thì huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ có trong tay rất nhiều phương án nhân sự ở hàng thủ để có thể linh hoạt trong những sơ đồ chiến thuật khác nhau. Bên cạnh đó, mới đây Saliba cũng đã có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè năm nay. Anh sẽ bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải và một vài trận đấu mở màn ở ngoại hạng Anh 2021-2022. Như vậy là chúng ta sẽ mất cả hai trung vệ là Gabriel và Saliba trong hai vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới. Sky Sports Italia dẫn lời từ nhà báo Gianluca Di Marzio rằng Arsenal bày tỏ nguyện vọng ký hợp đồng với Manuel Locatelli của Sassuolo, nhưng phía cầu thủ này lại đang muốn chuyển sang Juventus. Di Marzio nói, Juventus muốn có anh ấy, Arsenal cũng vậy. Nhưng bây giờ Locatelli nghĩ rằng Juventus có thể là bước đi đúng đắn cho sự nghiệp của anh ấy. Max Allegri muốn có Loca. Tôi nghĩ Locatelli sẽ chờ liệu Juventus và Sassuolo có thể tìm được tiếng nói chung trong thương vụ này hay không. Sassuolo được cho là sẽ chỉ để Locatelli ra đi nếu đối tác trả đủ 40 triệu euro, tương đương với 34 triệu bảng. Vì thế nếu Juventus không đáp ứng được yêu cầu này, Arsenal cũng có thể tham gia lại cuộc đua. Tuy nhiên với việc Loca đã thể hiện mong muốn gia nhập lão bà, viễn cảnh tiền vệ này chuyển đến Emirates vào mùa hè năm nay là rất khó xảy ra. Hãng tin ABC Seville cho biết Arsenal là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến việc ký hợp đồng với hậu vệ Jules Koundé bên cạnh Chelsea và Manchester United. Hợp đồng của hậu vệ người Pháp với Sevilla có đến mùa hè 2024. Mức phí giải phóng hợp đồng được cho là rơi vào khoảng 68 triệu bảng, tương đương với 80 triệu euro. Tuy nhiên, ấn phẩm trên cho rằng Arsenal sẽ có thể sở hữu Koundé với mức giá chỉ 55 triệu bảng, tương đương với 65 triệu euro. Đây vẫn là một con số lớn và đầy thách thức với pháo thủ ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, Ben White cũng được cho là rất gần với Emirates, vậy nên nhân sự ở hàng hậu vệ đang trở nên khá chật chội, vì thế xác suất để thương vụ này xảy ra trong mùa hè là khá thấp. Cuối cùng thì sau rất nhiều ngày chờ đợi, các fan của pháo thủ đã cảm thấy yên tâm khi ngày hôm qua, trang chủ câu lạc bộ đã chính thức đưa tin về việc Kieran Tierney đã ký vào một bản hợp đồng mới với Arsenal. Một giao kèo có thời hạn đến mùa hè 2026 đã đảm bảo một tương lai vững chắc của cầu thủ chạy cánh Scotland với pháo thủ. Anh chia sẻ lý do muốn cam kết lâu dài với Arsenal rằng tôi ở lại vì cảm thấy hài lòng với tầm nhìn và hướng phát triển của câu lạc bộ. Đích đến cuối cùng của tôi là được thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Dù vị trí hiện tại của đội bóng không phải là nơi chúng tôi muốn đến, nhưng tôi có cảm giác rằng câu lạc bộ vẫn đang đi đúng hướng. Đó là lý do tại sao tôi muốn gắn bó lâu dài ở nơi đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin thay mặt ekip sản xuất cảm ơn các bạn vẫn luôn ở đây để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Nút like và biểu tượng đăng ký kênh luôn hiển thị bên dưới. Một cú chạm nhẹ sẽ giúp video được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube The Gunners. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.